Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Dạ em tên Quanh, năm nay em 31 tuổi. Em hiện là giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng. Quanh đây là Quy. Quanh. Quanh ta. Quanh ta, quanh đây. Còn em? Dạ em tên là Phương Thảo. Em đang làm trong lĩnh vực ngành ngân hàng. Năm nay em 31 tuổi. Thảo với Quanh gặp nhau trong một giảng đường hay là gặp nhau ở nơi nào? Dạ. Ngân hàng. Dạ không. Thầy giáo đi rút tiền. Đúng không? Dạ không. Cách đây là khoảng 9 năm em học thêm buổi tối ở Đại học Sư phạm nên là gặp anh. Đó thì em đi làm thêm giữ xe ở đó. Thì gặp cái cô này để cái tóc dài mà phía sau là kẹp cái kẹp thì cái to vậy. Cao rồi gầy mà nhìn con gố nữa, thấy dễ thương cho nên là mới viết một cái lá thư xong rồi kẹp vô cái ba ga xe của cổ á. Em nhận được cái lá thư, mở ra em đọc, ghi là chào cô bé. Có duyên thì muốn được làm quen. Rồi ghi để lại họ tên rồi quê quán rồi số điện thoại. Ấn tượng là cái nét chữ nó rất là mềm mại mà nó rất là đẹp, đẹp hơn cả chữ con gái là em nữa. Mà nó nghe nè, đó có khi nào gửi xe mà ổng không lấy tiền không? Dạ không. Thậm chí cái hôm mà em nhận được thư á, biết gửi thư cho tao hôm đó, anh ta đọc xong rồi đi ra rồi vẫn xác vẫn bình thường, em cũng đâu hay biết gì đâu. Trời đất, sao kỳ cục vậy? Không trả tiền mà đó giữ xe, bây giờ giữ xe giữ luôn người luôn rồi. Giữ luôn người. Bao lâu thì mới chính thức là giữ luôn người? Khoảng một năm thì tới ngày 8 tháng 3 là em tới một quán nhẹ nhẹ mà cô này thích rồi, năn nỉ quản lý ở đó cho em là để cái đàn cầy lên bàn tạo cái hình trái tim, rồi đặt hoa đặt quà lên đó, rồi lấy cái dây kim tuyến là em cứ ghi cái dòng chữ là anh mãi yêu em. Ôi, đó rồi cái là quá. Trời ơi, nói chung là tặng dây để mà trói buộc đúng không? Những cái dây đó thay cho những sợi dây xích. Rồi có lần nào mà cãi vã nhau mà suýt chia tay không? Dạ có, hẹn với em mà đến trễ. Lúc đó thì em đi công tác ở Đà Lạt, thì có hẹn là chiều hôm đó là em sẽ về gặp Thảo. Trên quá trình về thì sếp đã dẫn đi nhậu cho nên là về trễ tiếng. Thì đến cái chỗ hẹn thì Thảo vẫn đứng ở đó chờ em. Em mới xin lỗi cô không nói gì hết, cô chạy xe đi. Em cứ chạy xe theo là ngừng lại, cãi nhau một chập, chạy xe tiếp tục cái ngừng lại cãi nhau. Thì lúc đó là trời mưa, giận quá em nói thôi bây giờ chia tay. Em thấy bực mình lắm, em đâu có phải là hả thua kém gì đâu mà phải hả chờ đợi phải như vậy chứ. Cũng phải chảnh có giá ta chứ. Đúng chứ rồi. Xong rồi gái mà năn nỉ một chút thôi vậy cũng quay qua nổi giận. Trời, từ người có lỗi thành ra giống như là mình như ta đây là dưới lật ngược thành kèo trên luôn. Dạ đúng rồi, rồi còn la lại nữa, còn quăng đồ nữa chứ. Mà em ghét lắm, tại hồi đó giờ em thấy là người hiền lành tự nhiên hôm đó lại nổi giận lên như vậy, lộ bản chất cái đồ ra. Xong rồi cái em mới thấy vậy thì thôi, chia tay thì chia tay, em đi. Lúc đó thì em cũng có mua quà cho vợ ở trên Đà Lạt về là một cái móc khóa hình cái đôi hài. Em mới bực quá em quăng xuống dưới đường luôn. Lúc đó trời đang mưa nữa thì cái là hai đứa hai đường chạy về, mà em đi giữa chừng em cảm thấy tiếc món quà đó quá, em vòng lại em tìm, trời ơi mưa nó trôi đi mất tiêu. Sau đó là năn nỉ nhưng mà em cũng đưa ra thử thách là em nói tìm lại cái y chang vậy đi, rồi có duyên thì ấy chứ không thì thôi. Vậy hả? Dạ. Tìm lại cái móc quá chứ đâu phải là em để yên vậy mà quay lại vậy. Ủa, đâu cuối cùng có tìm được không? Dạ em nhờ các bạn ở trên Đà Lạt bây giờ đi ra chợ mua cho mình tất cả kiểu loại móc khóa mà chuyển gì đây cho mình. Rồi lúc đó thì mua xong rồi chuyển xuống thì em mới lựa ra cái giống y hệt cái cũ mang về tặng cho vợ. Ôi, vậy là có duyên rồi đúng không? Có duyên là vợ chồng rồi đó. Em ra một cái điều kiện rất là khắt khe mà anh làm được. Mà chị hỏi nè, anh chồng của em làm người quá lãng mạn, vậy là sau này khi mà lấy nhau rồi đó? Dạ không hề chị. Không hề. Dạ nó khác nhau dữ dội. Em cũng bể mộng. Có đúng không Quanh? Dạ, có đúng dạ. Không? Dạ đúng. Em cũng không hiểu sao luôn á chị. Ngày yêu hả? Ngày nào cũng nhớ, thậm chí những ngày mà lễ về quốc tế trên thế giới gì đó. Nói chung có quà, những món quà nhỏ nhỏ mang tinh thần thôi nhưng mà cũng thể hiện sự quan tâm. Còn khi cưới rồi hả? Ngay năm đầu tiên á là quên sinh nhật của em. Chị thấy sốc không? Em hay quên á. Sao hồi đó không quên? Nếu hồi đó quên thì nhớ có ai quên không? Nhiều khi là tập trung vào công việc cho nên là mệt mỏi quá em quên đi mất. Tức là thay đổi tính cách. Thay đổi đúng không? Hay quên nè. Dạ hay quên. Với lại em phát hiện ra một cái lớn đó là cực kỳ mê thể thao. Không đá banh thì chơi bóng chuyền. Đi làm về người ta rủ thì đi, người ta không rủ thì cũng tự xách giày ra sân tìm đội mà chơi. Ở cái thời điểm này á, chị nói thiệt luôn nha, em mà có một ông chồng mê thể thao á là em may mắn lắm á. Chị nói thiệt luôn á, thời buổi này á những ông chồng làm biến đi tập thể dục thể thao lắm. Mà em thấy cái gì nó cũng vừa thôi chứ. Chị nghĩ coi, nhà có hai vợ chồng mà anh đi chơi thể thao vậy thì tự nhiên về cái tối đó mình ở nhà một mình. Bây giờ hỏi em nha, em mê thể thao hơn hay mê vợ hơn? Dạ vợ đương nhiên là phải mê hơn rồi, nhưng mà thể thao là chủ yếu là
cho mình có sức khỏe để sức khỏe để làm cái gì? Để về lo cho vợ. Lo cho vợ mà lo gì? Vợ sống ở đời với vợ. Bây giờ em nói đi là vợ em không cấm em nữa. Đó, em thấy không, như chồng em á đã tâm sự với em vậy á, mê thể thao 1000 tiếng thôi gì? Dạ, tiếng rưỡi. 1000 tiếng, 1500 tiếng. Nói chứ mê thể thao gì vẫn mê vợ hơn, mà tập thể dục thể thao là chủ đích là để lo cho vợ thôi. Lo cho vợ đủ thứ chứ á. Ừ, đúng không? Đúng không? Đó. Thuận. Còn nếu mà anh chơi game á hoặc là chơi những cái gì mà không có lợi cho sức khỏe, không có lợi cho gia đình á, còn anh chơi thể thao á, em đừng cấm. Em đứng chính đây lại không có cấm, em chỉ muốn là bớt chút lại thôi. Thôi bây giờ vậy nè, chị nói nghe. Dạ. Em vẫn chơi thể thao nhưng mà em phải chứng tỏ cái độ quan tâm của em cho vợ em thấy rằng á, anh chơi thể thao vậy mà vợ cũng là nhất. Còn Quanh nãy giờ kể xấu chồng quá, anh biết vợ làm sao đây. Dạ, vợ em thì trước thì cũng thấy hiền lắm, sau này hay lằng nhằng rồi nóng tính, cứ nói em đi chơi cái này cái kia rồi tùm lum hết, giảng từ A đến Z. Em mới nói nè, cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thở nào ra. Vợ em trợn mắt lên, ai cắn câu? Em mới nói với vợ là anh cắn câu. Cái vợ em mới nói là biết vậy là tốt. Còn coi như là em cũng là chim vào lòng luôn đó. Dạ. À, không phải vợ em đúng không? Dạ, em thương vợ em, cái gì em cũng làm hết, công việc nội trợ trong nhà là em hết. Trời đất ơi. Dạ. Vừa lo việc dạ, ngoài vừa đảm việc nhà. Dạ. Rồi thầy, chồng nấu vợ rửa hay là chồng rửa luôn? Dạ, bao trọn gói. Có lần mà em nấu thì vợ em chê. Tại vì cũng có cái tật cứ nấu xong rồi hỏi sao ăn rồi sao, thích không, thấy làm sao, sao ăn rồi không nói gì hết trơn vậy, thì đến lúc mình nói thì lại không hài lòng. Ủa, mình nói hỏi thì hỏi tức là muốn nghe người ta nói thiệt đúng thì... không, có hai vợ chồng không lẽ giờ mình không thấy ngon mình cũng nói ngon quá. Thì chê thì cũng vừa vừa thôi, chê thì chê thẳng mặt luôn. Rồi còn thêm cái tật nữa là hay ghen đó. Ghen nữa hả? Ghen dữ dội luôn. Nhiều khi là gọi điện cho em, máy em hết pin á, rồi về cái vợ chỉ tay hỏi hôm nay anh đi đâu làm gì, chứ có phải là dẫn cô nào đi chơi đi ăn rồi phải không? Nó không phải, không có, mà cứ nói hoài. Cái tần suất mà bị hết pin á, cứ lặp đi lặp lại hoài. Bây giờ có pin sơ cua đó cưng. Trời, có cái em làm không? Rồi luôn sạc không vậy đó. Mới tức chị, bởi vậy nghe anh này nói vía là không có chính xác đâu. Anh nói là pin nó mau hết quá, cái ở nhà một cái cục sạc, trên cơ quan em cũng mua cho một cục sạc luôn, nhưng mà rồi cũng đâu vào đó. Càng nhằn rút riết thì em cảm thấy em ám ảnh luôn. Bây giờ là mỗi lần điện thoại em sắp hết pin là em phải chạy đi sạc, hoặc là nhắn tin cho vợ ngay, hoặc là hết pin cái em lấy điện thoại ở bên cơ quan là gọi cho vợ, vợ ơi điện thoại anh hết pin anh sạc bên phòng đó. Trời, sao cuộc sống của anh thấy bi đát quá. Dạ. Trời, có gì đâu anh. Ủa anh ơi, vậy thế ở nhà anh có thường xuyên bị ăn hiếp không? Dạ, ăn hiếp thường xuyên. Em thấy cái nhu cầu mà để gọi điện thoại liên lạc với chồng là cái điều là đâu có gì quá đáng đâu anh. Em thấy nó cũng tất yếu thôi, mà mình gọi anh, mình gọi thì mình muốn được người khác bắt máy thôi chứ. Mình đâu có anh hiểu đó là bình thường, nhưng mà qua cái cách kể của chồng em thấy chồng em thương tâm lắm, phô trương quá đó anh. Phải không? Có khi nào mà anh bị ức chế tới mức mà phải đòi ly dị luôn? Dạ có một lần thì tại em quên sinh nhật của vợ đó, xong rồi cái là vợ cứ cằn nhằn cái nói em biết à, cái là em mới bực quá thôi, nếu mà không hợp nhau thì chia tay, cứ cằn nhằn vậy anh nhức đầu quá. Anh này có cái tật là cứ hở ra nóng lên đó là nói không cãi lại mình cho cơ hội cãi để ra vấn đề mà không bao giờ tranh luận hết trơn á, cứ để lúc mình nói một hồi cái nghe chịu không nổi cái phán là một câu thôi ly dị đi đừng có nói nhiều nữa, thì mình tức thì mình đâu chịu được, mình càng làm dữ đó. Thì cái đợt đó thì em đòi ly dị luôn mà em... không bao giờ chịu viết đơn, cứ nói hả thôi em viết đi, nói ủa anh là người đề nghị thì anh viết đi, nhưng mà không bao giờ cứ thách em viết. Em viết thì em viết, cái vợ em viết xong rồi đưa em ký xong rồi xuống cái dòng người đồng thuận ý. Đáng lẽ là đồng thuận ý nhưng mà em ghi chữ không mà. Có nghĩa là ký nhưng mà không đồng ý là vậy đúng không? Dạ. Ghi chồng lại em vậy. Mà bây giờ tụi em có con chưa? Dạ chưa chị. Dự định năm nay sẽ còn. Dự định năm nay sẽ có đúng không? Ủa em thực sự hỏi thật trong lòng em nha. Dạ. Em thấy vợ em dữ không? Dạ dữ. Em muốn vợ em bớt dữ không? Dạ muốn. Dạ còn muốn gì nữa? Dạ muốn ít cằn nhằn em chút xíu, tạo điều kiện cho em đi chơi thể thao về cho nó vui vẻ, rồi phụ giúp chồng trong công việc nội trợ em tí xíu. Ba điều đó Thảo. Còn Thảo mong muốn với chồng mình là... Dạ em muốn là ảnh dành thời gian cho em nhiều hơn, quan tâm đến vợ, chứ vợ nói mà cứ hay quên, giống như là không quan tâm gì đến lời nói của em hết á. Dạ, với lại khi mà trao đổi á phải thẳng thắn mà nói ra hết. Chứ tự nhiên có một mình em nói rốt cuộc vấn đề đâu đi đến đâu đâu, để bực bội vậy hoài cũng không hay. Chị nói nghe,
tụi em đang ở trong cái thời điểm là vợ chồng son đó, cho nên phải tranh thủ trong thời gian này phải hiểu hết về nhau đi, để khi mà có con rồi á là cùng xúm lại mà lo cho đứa nhỏ, chứ lúc đó mà còn mâu thuẫn đòi ly dị nữa là mệt lắm. Cái nghề nghiệp của Oanh á khác với nghề nghiệp của Thảo. Thảo là bên ngân hàng đúng không? Mọi thứ nó đâu ra đó rạch ròi con số, chật con số một cái là đền. Đúng không? Cho nên cái tánh của Thảo rõ ràng rành mạch đâu ra đó, không có đón ý gì hết trơn á. Anh muốn cái gì anh nói đi, anh đừng có bắt người ta đón ý. Vì như cổ nói nhiều quá, em cũng phải dành bớt cái phần nói của cổ đi để cổ hiểu em hơn. Ngược lại cái nghề nghiệp của Oanh á, người ta gọi là kỹ sư tâm hồn. Cho nên rằng á, em thấy 6 năm trời yêu nhau lãng mạn vô cùng. Đúng không? Yeah. Đó có nghĩa là có những điều em phải tự hiểu, tụi em phải trung hòa cái này. Còn á, chị nói cái đừng cấm chồng em chơi thể thao, cứ để ảnh chơi đi, nhưng mà em dành 1 tiếng thôi, còn nửa tiếng cho lo cho vợ đi. Giờ đang có thời gian lo cho cổ thì lo đi. Yeah. Đúng không nè? Yeah. Đúng không? Yeah. Thì á, còn về vấn đề nội trợ, mặc dù em không muốn nhưng mà em vẫn phải làm. Tuần đó chia ra đi 3 5 7 2 4 6, còn chủ nhật thì dắt nhau đi chơi, tạo cảm giác chuẩn bị cho có con nè. Yeah. Nha. Rồi tạo cơ hội cho nhau gần gũi đi mà cùng đón chào một thành viên mới trong gia đình của mình nha. Dạ. À, xin cảm ơn hai em. Dạ, cảm ơn em.